Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. What? What the kìa. Mình xin. Thế là cướp được quái rừng rồi, thơm ghê. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Rất vui khi mà chúng ta lại được gặp nhau rồi. Và ngày hôm nay, thực hiện theo cầu của rất là nhiều bạn khán giả, mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của mình tiếng rap. Nhưng mà trước khi cho mọi người xem qua sức mạnh thì mình sẽ cần phải ra chiêm lệnh cá Phoenix không. Khi mà cáo không còn quá nhiều máu thì 175 vàng, thơm quá. Ôi, mà team bạn tập trung khá là đông ở đây, mình sẽ không nương tay đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng tiếp cận hất tung lên kết quả trực cuối, một bé nữa lên bản điểm số. Natalia đầu tư tốc biến lên một cái và sau đó chúng ta triple kill. Ui giời đất ơi, thời điểm đầu game mà làm được 3 mạng như thế này thì ngọt sớt quá các bạn ạ. Chưa gì được 3 mạng rồi. Ngày hôm nay thực hiện yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Red, đặc biệt với một phong cách lên đồ cực kỳ dị cho trận đấu ngày hôm nay nha. Và phong cách này thì mình cũng đã làm clip khá là nhiều lần dành cho vị tướng Red rồi. Chúng ta đã quá quen thuộc với Red, đó là phong cách lên full sát tương phép. Còn ngày hôm nay thì các bạn hãy làm quen Red trở thành một vị tướng đỡ đòn đi. Thôi nào cả Phoenix ơi, có giết được mình đâu. Đấy, may là có đồng đội tới hỗ trợ. Cho mình xin mạng còn cá Phoenix đi, cho mình xin mạng thứ tư. Trời đất ơi, thế là được 4 mạng rồi. Ngày hôm nay thì các bạn hãy làm quen với Red phong cách full thủ đi, là trở thành một vị tướng, biến vị tướng pháp sư trở thành một vị tướng đỡ đòn. Và hy vọng rằng các bạn đừng học tập theo phong cách này, bởi vì phong cách này là phong cách trốn game nha. Trước tiên thì trang bị đầu tiên cho trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ đóng đó là giày kiên cường. Ngoài ra thì mình sẽ đóng đó là áo choàng băng giá, sau đó là giáp thống khổ, huân chương trời, nham thuẫn và trang bị cuối cùng đó là giáp hộ mệnh. Ôi rồi đất ơi, lên xong cái build đồ này thì không biết là team bạn đánh gãy cả tay thì không biết có chết được mình hay không, thì các bạn hãy cùng theo dõi nha. Còn bây giờ thì tiếp tục mình sẽ tập trung để cướp, để xem cướp được cái con bùa đỏ hay không nhá. Nào, căn và sau đó chúng ta sút chung. Đèn tên nhờ cá Phoenix nó có cái chừng trị các bạn ạ. Hello cáo ơi, chiếm em đi. Cáo, bắn em đi nè. Đã thế thì mình sẽ quay lại mình dồn luôn nhá. Khi mà có chiêu cuối thì chúng ta ngại gần gì không áp sát, và sau đó là chúng ta kích quạt chiêu cuối lên bản điểm số 148 vàng. Đấy, cá Phoenix vượt sau kiểu rất là nhờn nhả luôn đấy các bạn ạ. 5 mạng rồi. Đây là tiền đề giúp mình có thể lên được nhiều đồ hơn trong trận đấu ngày hôm nay nhá. Thật ra thì lên đồ thủ như thế này thì nó cũng sẽ có một điểm lợi và điểm hại dành cho vị tướng Red. Nếu như lên đồ thủ như thế này, các bạn mà có theo dõi mình đấm ấy, đấm vào đối phương mà có sự ức chế quá thì mong các bạn thông cảm. Bởi vì là lượng sát thương không được quá nhiều đâu, thế nên là mình đấm nó cũng không được đau, và đấm nó sẽ bị mù mắt, dồn không bị chết luôn tại chỗ đâu. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn dồn được. Bây giờ thì lượng sát thương của mình nó vẫn có nha mọi người. Còn cuối game thì team bạn có đồ rồi thì nó khác bọt hoàn toàn. Còn cứ tưởng được một mạng nữa mà anh ngờ bên sát tương to quá, rất là khó cá ép được. Lên đồ như thế này chắc chắn một điều mình sẽ rất trâu, nhưng mà sát tương thì sẽ không có. Không biết là Hayate đứng đâu về nhỉ. Mình sẽ đấm bừa đấy các bạn ạ. Chắc chắn Hayate sẽ đứng trong bụi. Có trong bụi này không? Không có trong bụi này. Có trong bụi này không? Úi giời, có luôn một mạng của Hayate rồi, thơm luôn. Thịt nốt cả Natalia nha. Nata ơi, Nata à, mình có tốc biến đây nhưng mình không cần phải đầu tư làm gì đâu. Bởi vì mình vẫn có thể áp sát và có thể là thịt luôn Natalia bằng một nốt nhạc cho lên bàn điểm số. Còn thanh niên này tên trâu quá, nhưng mà nó gọi thêm cả cá Phoenix thì chịu rồi. Thôi, em rất trâu, giết làm sao được em, liều. Trâu thật sự các bạn ạ.
nhìn đi qua thôi. Này Caffini ơi, bây giờ bằng này máu ấy, chúng ta sẽ cùng quay luôn cả Fredit nha. Mình sẽ thả thính và cho cá bốc hơi và sau đó là tiếp tục là thịt luôn thêm. Các bạn nhìn mình đấm vào thêm này, cảm giác như kiểu không mất máu luôn các bạn ạ. Nhưng mà thôi, team mình có 4 người thì thêm vừa xong cũng phải nằm xuống rồi. Quay đi quay lại cũng được 7 mạng, rất là thơm. À, hiện tại thì mình cũng đang trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Red trong phiên bản đó là thành phố siêu Việt. Đấy, tí nữa thì quên cái tên phiên bản này. Trong phiên bản này có tên gọi là thành phố siêu Việt thì có rất là nhiều các vị tướng tăng sức mạnh, giảm sức mạnh, cân bằng tướng, thay đổi kỹ năng được làm lại. Thì vị tướng Red không hề có sự thay đổi sức mạnh nha mọi người. Không hề có sự thay đổi sức mạnh đâu. Thế nên là các bạn cứ yên tâm vác vị tướng này về leo danh, nhưng mà đừng có áp dụng theo phong cách lên đồ giống mình nhá. Băng trụ các bạn ơi, nhưng mà tên bảo kê như thế này em xin lỗi, em có chiêu cuối đây. Tí nữa thì chết. Mình chơi sâu quá, may là mình rút kịp ra bằng chiêu cuối. Chứ không quả đấy chơi sâu thì rất đau, chơi sâu mất rất là nhiều máu luôn ấy. Đấy thời điểm hiện tại thì team mình đang hơn đối phương khá là nhiều nha. Khi mà các bạn nhìn qua về sự chênh lệch về điểm ở cục, ngoài ra là sự chênh lệch về trụ thì mình chưa mất được cái trụ nào. Nhìn mình farm thực sự là nó rất là mệt mỏi lắm các bạn ạ. Mình đấm vào kể cả cái con lính hoặc là đấm vào tên cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, bởi vì là đồ như thế này nó không có sát thương các bạn ạ. Không có một tí sát thương phép nào luôn. Có chăng thì sát thương phép này đến từ bộ kỹ năng của vị tướng Red, đến từ chỉ số. Ngoài ra thì đến từ cái bảng ngọc mình lên trong trận đấu. Còn như các bạn có quan sát qua đồ của mình trong trận đấu ngày hôm nay thì không có một tí sát thương phép nào nha. Đấy, đấm thì rất là lâu luôn, mặc dù bây giờ là gần 8 phút đồng hồ, hơn 7 phút đồng hồ một tí rồi. Nhưng bù lại một cái thì các bạn nhìn qua vạch máu của mình nó dày dít thế này. Đấy, để xem lát nữa so bì với độ trâu với thên thì mình không biết là mình trâu bằng thên hay không. Nata ơi. Nó biết mình trong bụi các bạn ạ. Nhưng vừa sau mình dính một chiêu của Nata chắc mất một cái cục máu bé bé thôi. Cảm giác farm lâu dã man, trời đất ơi. Mình phải sử dụng kỹ năng các kiểu thì mình mới có thể farm được xong ấy. Tập trung lấy cái trụ này nhá. Từ từ Pen ơi, bạn dí chủ lực team bạn như vậy làm sao chủ lực team bạn dám lên cao được. Giờ chắc để mà nói team bạn lên cao chắc chỉ có thêm với cả Euron thôi. Đấy, Euron lên cả thêm thì lên rất cao. Mình đấm hơi bị mù mắt các bạn ạ. Đấm tiếp. Nope. Úi giời ơi, đấm mù mắt quá. Không sao, đấm tiếp. Nope. Úi giời ơi, mù mắt. Lâu lắm rồi chưa đá Red các bạn ạ. Thế nên là nếu mà có mù mắt như thế này thì các bạn thông cảm giúp mình nha. Chứ còn quả thật Red thì chúng ta cần phải chơi thường xuyên. Chứ lắm lúc là mình chơi trở lại để làm clip cho mọi người thì nó cũng không có cảm giác gì các bạn ạ. Nhìn vạch máu của mình nó cũng dày dít, chả khác gì thêm luôn đấy. Chả khác gì thêm luôn, mặc dù hiện tại cấp độ của mình còn trên cả thêm luôn. Team bây giờ đang thiếu người nhá, thế nên là mình chỉ có đứng ngoài mà cầu diệt được có kỹ năng là mình tung vào thôi. Cứ có chiêu 2 là chúng ta ném thôi. Nhưng mà spam chiêu 2 thì tính ra thì chúng ta cần phải căn chuẩn để ném trúng. Nhưng mà mình ném trúng, các bạn nhìn đấy, mình ném trúng thì nó cũng không gây được quá nhiều sát thương các bạn nhìn nhá. Để mình ném trúng chuẩn cho. Ui dồi ôi, mù mắt. Thôi không sao, cứ đá bừa đi. Đá bừa, ui thôi. Tên làm gì với tên? Trời đất ơi, một pha xử lý đi vào lòng đất luôn. Chả hiểu sao tốc biến lên xong rồi đẩy xịt luôn ạ. Thôi thì cứ đá tiếp, tôi đá bừa thôi. Đá bừa. Nói chung đến thời điểm này thì mình cũng không hy vọng là mình có thể là gây được sát thương quá nhiều một combo một mạng đâu. Thời điểm này mình sẽ phải thể hiện cho mọi người xem qua độ trâu bò như thế nào nào. Chơi luôn thanh niên thên cái anh em ơi. Chơi thên, bây giờ mình căn chuẩn đạp chiêu 2 nha. Úi dồi, mù mắt. Không sao các bạn hỗ trợ. Nó đằng sau thì mình lại đấm ra đằng trước thế này. Vừa sau là mình căn hơi sai. Căn thời gian hết chiêu cuối của ba đô mơi sai. Nào, sẵn sàng chưa? Bây giờ mình sẽ làm sao cố gắng băng trụ với cái tốc biến trong tay thì đầu tư chiêu cuối tốc biến. Đó, đẹp chưa? Nhưng mà giết được nó luôn, em có quả cầu bất tử. Bây giờ mới có cơ hội để sử dụng quả cầu bất tử đó. Thôi thì dù sao thì chơi hổ báo như vậy thì mình mới có thể lấy được một đường lý sơ cấp. Sát thương phép của mình đấm bây giờ chỉ có 1000 mà thôi, rất là yếu. Trâu lắm các bạn nhìn này. Quá trâu luôn, cả phân hit bắn nổ, kíp nổ mà không chết được mình thì bây giờ thì bạn chết thôi chứ còn gì nữa. Thật sự rất là trâu luôn. Thôi chứ có lẽ là mình về đây, khi mà bản thân mình không còn quá nhiều máu thì tốt nhất là nên về nha. Tại khổ thân vừa xong cả Fnatic cứ tưởng chơi được bình. Nếu tính ra mình lên phép thì vừa xong là nổ cái kíp nổ là kiểu gì mình chết rồi. Trời ơi, hồi xong cái lượng máu này nhìn đã thật sự.
đúng là chơi theo kiểu phong cách rát lên full tanh. Thì nó cũng tạo ra sự ức chế nếu như các bạn thấy mình đấm kiểu nó rất là yếu, không thể dồn chết được đối phương. Nhưng mà lắm lúc nó tạo ra những cái tình huống khá là hài hước bởi vì là mình quá trâu. Để lát nữa mình ra mình nhờn với AD team bạn xem là AD team bạn có giết được mình hay không. Còn bây giờ mình nhờn thẳng với cả Natalia các kiểu chứ. Thì em đây này team ơi, đúng rồi Nata, xả kỹ năng em. Ui rồi trâu quá man các bạn ơi. Để mình xử lý cả Phoenix nha. Nhìn cả Phoenix bắn mình này như kiểu mũi đốt inox luôn. Quá trâu mà mình thịt tua thì nên cả Phoenix trỏ lên bảng điểm số này 40 vàng. Ui cái vạch máu của mình dày dít. Thôi chắc có lẽ là cố gắng tìm kiếm cơ hội để có thể kết thúc trận đấu thôi. Chứ trận đấu này thì cũng không muốn kéo dài đến late game đâu. Bởi vì khi mà team bạn late game có HNT thì nó rất là mạnh nha mọi người. Kể cả Natalia. Làm sao team mình phải ăn được cái con tà thần hoặc là đẩy được cái trục đường dưới. Thôi thì mình nghĩ là team mình nên ăn cái con tà thần hơn. Đây là giải pháp cuối cùng để team mình có thể kết thúc được trận đấu sớm khi mà ăn được tà thần. Còn các bạn nhìn thấy là mình ăn cái con bùa xanh này nó chật vật dã man luôn. Đấm cảm giác không mất máu nhưng mà thôi, chắc có lẽ là bỏ cái con bùa xanh cho team bạn ăn bùa xanh thôi. Để mình ra hỗ trợ cho đồng đội ăn cái con tà thần nhá. Mà lượng sát thương của mình đấm chưa hai và tà thần nó chưa được cả một, chưa được 1000 sát thương phép, nó chỉ được tầm 900 sát thương phép, nó rất là yếu. Phong cách lên đồ như thế này thì các bạn cứ tự tin lao thẳng vào giao tranh, mở combat chứ việc gì phải đứng ngoài. Nếu như các bạn lên đồ thủ. Còn quả thật kiểu gì team bạn cũng nghĩ mình là sát thương chủ lực, kiểu gì cũng ưu tiên đầu tiên. Nhưng mà team bạn lại không ngờ được tới là mình lên đồ thủ nó rất là trâu như thế này. Thôi để cho đồng đội của mình tự xử cá phân ít, còn bây giờ mình sẽ cần phải giữ cái con bùa, giữ cái con rồng này lại. Khi mà có sự hỗ trợ của Natalia đúng không thì thịt luôn Nata anh em ơi. Hỗ trợ mình đập luôn Natalia và cho lên bàn điểm số luôn. Và bây giờ thì thên ơi thên à, thên trâu dã man các bạn ạ. Thôi thì chúng ta chơi tạm Euron bỏ qua thên đi. Bây giờ là 3-1 thì không chột cũng khỏe. Ơ kìa Pen ơi, Pen quay lại hỗ trợ cái coi mình đâu có sát tương. Rồi cuối cùng thì Euron cũng chết rồi. Ok chắc có lẽ mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây khi mà team bạn mất 4 người nha. Đây là phong cách của vị tướng Red lên full thủ. Cũng khá là đáng buồn khi mà team bạn không phản ứng gì cả. Đáng ra phản ứng chứ khi mà mình lên đồ trôn. Ô tên bay lên trời này. Tên bay lên trời. Tên bay lên trời kìa các bạn ơi. Bye bye mọi người. Khó hiểu thật sự luôn.